Dạ vâng, em chào các bác nhá. Chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Điện thoại Dũng Kiên, có địa chỉ tại Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Số điện thoại liên hệ 0978 336 559 và 0971 336 559 các bác nhé. Hai số này em dùng Zalo, các bác có công việc gì thì hoặc bảo hành mua bán gì thì liên hệ trực tiếp cho em qua Zalo hai số này nhé. Đấy, thích mua máy gì thì em chụp ảnh quay chi tiết cho các bác nhé. Hôm nay em về iPhone SE 2020. Đấy, rất là nhiều, hàng 5-60 cây các bác nhé. Đấy, SE 2020, cái này là bản quốc tế 64GB, chạy chip A13 giống như 11 Pro Max nhé. Chạy chip A13 này. Đấy, quay video thì có 4K này. Đấy, hỗ trợ 2 SIM, 1 SIM vật lý và 1 eSIM. 1 SIM vật lý và 1 eSIM các bác nhé. Đầu tiên em nổ trước bác. Cây đầu tiên là cây pin 99%. Đấy, nổ cây đầu tiên này. Đây, để em chỉnh cái video cho nó nét nhá. Nổ cây đầu tiên là pin 99%. Đây các bác xem này. Đấy, 99% các bác nhá. Hai cây này là 99% là pin zin theo máy này. Hai cây này em bán 3.800.000 đồng các bác nhá. Một cây này, sạc ít pin zin nguyên bản, nguyên áp luôn. Hai cây này nhá, pin 99% rất là hiếm trên thị trường, 3.800.000 đồng. Đấy, các bác không lấy phụ kiện thì 3.600.000 đồng. Tiếp theo là đây là để em quay chi tiết đó. Quay như này các bác xem có nào đẹp keng không nhá. Các bác nhìn này, chi tiết cho em. Cái này là hạt cát thì mình không nói làm gì. Đấy, một tí ở cái đầu con đen này. Để em quay chi tiết này. Không có một vết nào gọi là bẹp méo nhá. Các bác xem kỹ trước khi đặt hàng này. Đấy, 3.800.000 đồng một đôi siêu phẩm này nhá. Còn hàng pin 94, 93, 91 này là em nâng là đẹp keng các bác này. Nâng em quay từng cây một xong em quay sườn này. Đấy, nâng này. Đấy, cái này là 3.500.000 đồng, đầy đủ phụ kiện bao gồm ốp nâng cường lực, củ sạc, cáp sạc và que chọc sim. Đấy, 3.500.000 đồng cho một cây pin 9X này. Đấy, quay tiếp sườn này. Tất cả là full chức năng nhé. Anh chị em về kiểm tra mà thiếu chức năng nào thì cứ liên hệ trực tiếp cho em bảo hành cho anh chị em nhé. Pin rất là cao đây. Sườn con này bị một tí vết này thì không tính làm gì. Đấy, tất cả là bản Mỹ anh chị em này. Tất cả là bản Mỹ hết. Cây này pin 94 đây. Đấy, tất cả là bản Mỹ hết này. Đấy, bản Mỹ là 2 SIM 2 sóng. Đấy, pin 94 này. Quay chi tiết cho các bác từng cây này. 92 này, để mình tránh chi tiết là không bảo là keng hay không keng. 95% này. 100% nhá, 100 này là sạc nhiều, em không tính, em chỉ tính bằng 9x rẻ thôi. À, 93% này. Rồi. Đây cái này bị chấm 1-2 chấm này nhá, nhưng đó là hàng zin, chấp nhận em vẫn gọi là keng. 96% này. Đây mà quay chi tiết cho anh chị em nhá, nô đen này. Đấy. Nô đen này. Thế này được coi là đẹp keng chưa anh chị em này. Đấy, máy cũ như thế này mà zin nguyên bản như thế này được coi là đẹp keng chưa. 3.500.000 đồng cái nô 9X này nhá. Cây màu đỏ pin 100% này. Đấy, cây màu đỏ pin 93% nhá. Cây màu đỏ pin 90% này. Cây màu đỏ pin 91% này. Tiếp tục là cây màu đỏ pin 91%. Rồi, quay sườn cho các bác nhé. Tất cả bản quốc tế này. Quay sườn này. Đấy, em quay sườn chi tiết cho anh chị em nhé. Đấy, quay sườn chi tiết này. 1-2 vết chấm này thì vẫn gọi là đẹp keng. Bởi vì không thể không có được. Bởi vì nó là máy cũ nhé. Cái này là 3.500.000 đồng, đầy đủ phụ kiện và bao ship toàn quốc. Còn pin 88, 87, 84, 86, 88, 83, 84, 82. À, pin này phải thay mới này, tất cả em bán 3.200.000 đồng. Đây nhá. Tất cả thay mới này em bán 3.200.000 đồng cho anh chị em này. Đấy. Tất cả quay từng cây một nhá. Nâng từng cây một xong em bốc lên cho anh chị em quay sườn nhá. Anh chị em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho em qua 0978 336 559 và 0971 336 559 anh chị nhá. Anh chị ở gần thì có thể qua xem trực tiếp địa chỉ nhà em tại Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Đấy, những cái này là keo của tem nhá.
Còn các bác cách nhà em từ 2 đến 30 cây mà ngại không qua nhà em thì alo em ship tận nhà cho các bác nhé. Ship tận nhà, cài đặt Zalo, Facebook, chuyển hình ảnh từ máy cũ sang máy mới cho anh chị em nhé. Đấy, để cho anh chị em sử dụng này. Rất là hiệu quả nhé. Rồi. Tất cả những cái lô pin 8X này và pin thay mới này em tính cho anh chị là 3 triệu 200 ngàn đồng. Đấy. 3 triệu 200 ngàn đồng nhé. Anh chị em này. Đấy. Rồi. Tất cả đây là màu đỏ, màu đen, màu trắng, có đủ 3 màu. Rồi. Máy rất là đẹp. À, bảo hành cái này là em bảo hành cho anh chị em 6 tháng, tháng đầu lỗi đổi mới luôn, không cần phải suy nghĩ nhá. Lỗi là do máy anh chị em nhá. Đấy, còn lỗi do mình rơi vỡ rơi nước thì anh chị em tự hiểu đấy, cái đấy thì không ai ta bảo hành. Đấy, bảo hành đúng theo chính sách của hãng này, lỗi nhẹ em thay linh kiện chính hãng này. Đấy, ví dụ màn hình nó đơ nát là thay linh kiện chính hãng, lỗi nặng này em đổi mới luôn cho anh chị nhá. Đấy là chính sách bảo hành thì em rõ ràng luôn, có giấy tờ nhá. Rồi. Tất cả dòng này là 3 triệu 200 ngàn đồng cho một cây siêu phẩm này nhé. Đấy, rất là đẹp này. À, tiếp theo là tai nghe hổ vằn. Cái này nghe liên tục được 8 tiếng đồng hồ, có định vị xuyên âm khử tiếng ồn. Rồi đổi tên, để quên ở đâu định vị đến tận nơi lấy, bảo hành 6 tháng giá chỉ 200 ngàn đồng, không cần đặt cọc nhé. Còn điện thoại thì các bác mua lần đầu thì đặt cọc từ 100 ngàn đồng. Đấy, chị em. Còn các bác mua lần 2, lần 3 thì không cần đặt cọc nhé. Tiếp theo là iPhone 7G màu trắng đẹp keng này. Cái này có những cây pin 9X anh chị em nhé. Giá chỉ 2 triệu 500 ngàn đồng. 5S hôm qua về nhiều đây, nay cũng còn ít đây. Đấy, lượng mua 5S rất là khủng khiếp anh chị em này. Đấy, giá chỉ có 800 ngàn đồng, đầy đủ phụ kiện và bao ship cho anh em toàn quốc. Bảo hành 3 tháng, tháng đầu lỗi đổi mới luôn. Đấy, 12 Pro đây, đẹp keng 256GB. Cái này giá 13 triệu 500 là đầy đủ phụ kiện và bao ship cho anh chị em toàn quốc nhé. 12 Pro Max 256GB. Đấy, màu xanh. Cái này giá 16 triệu đồng, đầy đủ phụ kiện và bao ship toàn quốc. 12 Pro Max 128GB. Cái này giá chỉ có 15 triệu đồng, đầy đủ phụ kiện và bao ship cho anh chị em toàn quốc. SE lỗi đây. Đấy, để đây mai giả chủ. Lỗi bỏ qua. Cả nốc rồi. Đấy, bỏ qua luôn cho anh chị em nhé. XS em còn duy nhất một cây nhá. XS này giá là rất là ok này. 5 triệu 800 ngàn đồng đẹp keng. Đầy đủ phụ kiện, bao ship toàn quốc. Đấy. XS Max 2 sim vật lý màu vàng đẹp keng này. 7 triệu 200 ngàn đồng. Màu đen 6 triệu 800 ngàn đồng, hàng 99% nhá. XS Max nhá. 11 em chưa test, mai em lên nhá. 7 Plus 128GB nay em cũng về thêm đủ màu, anh chị em cứ đặt cho em 3 triệu 200 ngàn đồng. 8 phần nớt nay em cũng về đủ màu, giá 4 triệu 200 ngàn đồng, đầy đủ phụ kiện và bao ship toàn quốc, máy đẹp keng. 6S phần nớt 32GB. Vâng, những cây pin 99 này là 2 triệu 800 ngàn đồng. 94 này đẹp keng là 2 triệu 500 ngàn đồng. Còn những cây pin bình thường này để mà thay mới thì nó là 2 triệu 200 ngàn đồng. 6S phần nớt 32GB. Đấy, pin 100% đây. Vẫn còn đây 2 triệu 800 ngàn đồng anh chị em nhé. 6S 32GB cho anh chị em giá chỉ 1 triệu 800 ngàn đồng. 6S 64GB giá 2 triệu đồng, đầy đủ phụ kiện, bao ship toàn quốc, máy đẹp keng. 6 Plus 16GB hôm qua về đây. Này test xong chưa kịp quay. Giá 1 triệu 600 ngàn đồng, đầy đủ phụ kiện và bao ship cho anh chị em toàn quốc nhé. Bảo hành rất là dài, bảo hành 3 tháng, tháng đầu lỗi đổi mới luôn. Đấy, toàn bộ hàng nhà em đây. Bên kia vẫn còn các bác nhé. Đấy, cây SE này bác nào múc cây 2 cây pin 99 này cho em nhé. 3 triệu 800 ngàn đồng. Pin zin theo máy, về kiểm tra không zin em đèn một cấp đôi. Hàng 9X nhá. SE này 3 triệu 500 ngàn đồng này. Hàng 8X thì 3 triệu 200 ngàn đồng. Em xin được tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp các bác vào video lần sau. Chúc các bác một buổi tối an lành bên gia đình nhé.